Ngày 6 tháng 7 này tụi em có làm gì không? Dạ không. Vậy tụi em có muốn đến Apple Dentist để tham dự summer party với chị không? Dạ muốn. Có gì ở đó? Chúng ta sẽ có rất là nhiều trò chơi nè, có cả thức ăn ngon, có trượt nước, có chú hề và có cả âm nhạc nữa. Oh really hả? Tôi biết làm sao? Hãy gọi đến Apple Dentist số 281-530-5050 để lấy appointment và làm check-up cleaning sẽ được một free ticket để tham dự summer party. Ok, em nói mommy gọi hẹn appointment. Tối ơi, mình sẽ chỉ có được chơi vào trong à.